chào quý vị, bây giờ là bản tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai ở khu vực Nam Bộ và địa bàn tỉnh Long An. Thưa quý vị, dự báo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh cho biết, trên địa bàn toàn tỉnh đêm nay không mưa, sáng sớm trời se lạnh, về trưa trời nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất trên địa bàn tỉnh là từ 30 cho đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất là từ 23 cho đến 25 độ, độ ẩm trung bình từ 85 đến 95%, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3. Tiếp theo là phần dự báo mực nước tại các trạm trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị, ngày mai 29 tháng 12, ở khu vực phía bắc của tỉnh, mực nước ở khu vực này đã đạt đỉnh năm và tiếp tục xuống chậm. Theo đó, tại trạm Mộc Quá, mực nước dự báo vào ngày mai là 0,76m, tại trạm Tân Hưng là 1,07m, riêng trạm Vĩnh Hưng, mực nước được dự báo là 1,15m, ở trạm Hưng Điền B là 1,22m và 0,95m là mực nước tại trạm Vĩnh Đại. Trong khi đó, ở khu vực phía nam, mực nước lên theo kỳ triều cường cuối tháng 11, đầu tháng Chạp âm lịch. Trong ngày mai sẽ có hai lần xuất hiện đỉnh triều trong thời gian từ 0 đến 2 giờ và 10 giờ đến 12 giờ. Theo đó, tại trạm Tân An, dự báo mực nước ngày mai là 1,33m và 1,32m cũng là mực nước được dự báo ở trạm Bến Lức. Đỉnh triều ở hai trạm này đều xuất hiện trong thời gian từ 0 đến 2 giờ. Xin chuyển sang thời tiết khu vực Nam Bộ. Thưa quý vị, theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Long An, trong 24 giờ tới, khu vực Nam Bộ chịu ảnh hưởng rìa phía nam không khí lạnh có cường độ ổn định sau di chuyển ra phía đông suy yếu dần, trên cao áp cao cận nhiệt đới lấn tây nâng dần trục lên phía bắc, nhiễu động gió đông trên cao suy yếu, gió đông bắc hoạt động mạnh trên vùng biển phía đông Nam Bộ. Sau đây là phần dự báo chi tiết cho khu vực Nam Bộ. Thưa quý vị, tại khu vực miền đông Nam Bộ, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông, quý vị cần đề phòng có sét và gió giật mạnh. Sáng sớm trời se lạnh, ngày mai trời nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất ở đây là từ 22 cho đến 24 độ. Nhiệt độ cao nhất là từ 31 cho đến 33 độ. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Ở miền Tây Nam Bộ, khu vực này đêm nay và chiều tối mai cũng sẽ có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông, quý vị cũng cần đề phòng có sét, gió giật mạnh. Sáng sớm trời se lạnh, ngày nắng gián đoạn, với nền nhiệt thấp nhất là từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 30 cho đến 32 độ, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Cuối bản tin là phần dự báo nhiệt độ một số thành phố lớn trong cả nước. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.